chưa thử nhưng mà nó đẹp lắm. Cây mai này cũng bự nên phải dùng cẩu thôi bạn. Xe tải quýt với bưởi, một số cây kiện bưởi đậu quýt hành bưởi quýt trái này không cẩn thận là rụng hết trái nha các bạn. Rụng hết trái thì không có ai mua. Cày nặng nề ghê. Này
chân Tết mà khiêng về cũng mệt. Nhà vườn này ở Đồng Tháp nha các bạn. Các nhà vườn thường ở Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang thì ít làm vườn, chủ yếu là ruộng lúa. Khi còn nói 7-8 người mà khi còn nói cây quá nặng. Thank you.